Liên Hiệp Quốc kêu gọi thế giới chống lại một cuộc chiến tranh lạnh mới. Tuy nhiên, lời kêu gọi này có vẻ không có hiệu lực với hai cường quốc của thế giới khi mới đây Bắc Kinh chỉ trích Hạ viện Mỹ vì thông qua dự luật về Tân Cương. Về thương vụ TikTok, báo China Daily của Trung Quốc nói Bắc Kinh không có lý do gì để chấp thuận thương vụ này. Trong khi đó, Trung Quốc và Ấn Độ chấp nhận ngừng điều thêm binh sĩ đến biên giới. Các thông tin đáng chú ý khác, chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny đã được xuất viện ở Đức đặc phái viên mỹ cam kết đầu tư vào serbia và kosovo tất cả sẽ có trong fbnc thế giới hôm nay Tôi xin mời quý vị theo dõi FBC thế giới hôm nay. Thưa quý vị, trong phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 75 ngày 22 tháng 9, Tổng thư ký Liên hiệp quốc ông Antonio Guterres đã thúc giục thế giới chung tay ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh mới có thể xảy ra giữa Mỹ và Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông Guterres cũng kêu gọi các nước ngừng các hoạt động xung đột để tập trung vào công tác chống dịch. Phát biểu trong phiên họp trực tuyến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông Guterres nhấn mạnh chúng ta phải làm mọi thứ để tránh đi một cuộc chiến tranh lạnh mới. Hiện nay chúng ta đang đi theo một hướng rất nguy hiểm. Thế giới không thể có được trong tương lai khi mà hai nền kinh tế lớn nhất chia các thế giới bằng một vết nứt ngày càng lớn, trong khi mỗi bên lại có những quy tắc thương mại tài chính riêng cùng các năng lực về Internet và trí tuệ nhân tạo khác biệt. Bên cạnh lời kêu gọi đối với Mỹ và Trung Quốc, ông Guterres cũng kêu gọi các nước khác chấm dứt tất cả các cuộc xung đột bạo lực để tập trung vào việc ngăn chặn đại dịch. Ông tuyên dương một số thành công về các thỏa thuận ngừng bắn một phần ở Cameron, Colombia và Cameron. Guterres nhấn mạnh thế giới cần một lệnh ngừng bắn mang quy mô toàn cầu vào cuối năm nay. Trái với những mong muốn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, căng thẳng Mỹ-Trung vẫn tiếp tục với những động thái mới đầy căng thẳng. Phát biểu trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 23 tháng 9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân phản đối dự luật hạn chế hàng nhập khẩu từ Tân Cương, được Hạ viện Mỹ thông qua hôm 22 tháng 9 do nghi ngờ về tình trạng lao động cưỡng bức tại đây. Ông Uông cho biết các báo cáo về lao động cưỡng bức ở khu vực Tân Cương là tin đồn thất thiệt do Mỹ và phương Tây tạo ra. Ông nói thêm, Bắc Kinh sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để duy trì quyền và lợi ích phát triển của các công ty Trung Quốc. Dự luật Hạ viện Mỹ thông qua có tên đạo luật ngăn chặn lao động cưỡng bức duy ngô nhĩ, trong đó quy định cấm nhập hàng hóa được sản xuất toàn bộ hoặc một phần tại Tân Cương, trừ khi chính phủ Mỹ tìm thấy bằng chứng rõ ràng và thuyết phục là chúng không được sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Hiện tại dự luật đang chờ được bỏ phiếu tại thượng viện Mỹ. Sự khác biệt về các điều khoản giữa Hạ viện và thượng viện cần được thảo luận thống nhất trước khi đưa tới Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump xem xét. Trung chúng tôi kêu gọi mỹ đối mặt với sự thật hiểu rõ tình hình và ngay lập tức ngừng thổi phòng thứ mà họ tự định nghĩa là lao động cưỡng bức ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của trung quốc bằng cách sử dụng vấn đề tân cương và gây tổn hại đến sự phát triển của chúng tôi hãy ngừng thông qua và thực hiện các dự luật chống lại khu tự trị này bắc kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty cũng như bảo vệ vững chắc chủ quyền và an ninh đất nước đây là động thái mới nhất của các nghị sĩ mỹ nhằm gây áp lực lên trung quốc về chính sách tại tân cương trung quốc bị cáo buộc kiểm soát nghiêm ngặt người duy ngô nhĩ và các dân tộc thiểu số hồi giáo khác trong những trại tập trung ngược lại bắc kinh đã nhiều lần khẳng định đây là trung tâm đào tạo nghề nhằm chống lại mối đe dọa từ chủ nghĩa tôn giáo cực đoan chính phủ trung quốc vào tuần trước cũng công bố sách trắng về tân cương ca ngợi thành công của các chương trình dạy nghề và việc làm trong khu vực vào ngày 23 tháng 9, tờ Nhân dân Nhật báo bản tiếng Anh China Daily của Trung Quốc viết rằng nước này không có lý do gì để phê duyệt thỏa thuận bẩn thiểu và không công bằng được soạn ra giữa tinh thần muốn bắt nạt và tống tiền của Washington mà Oreco và Walmart cho biết họ đã ký kết với Biden liên quan đến thương vụ TikTok. Ba công ty tham gia vào thương vụ TikTok đã đưa ra các tuyên bố khác nhau về các điều khoản thỏa thuận để cho phép ứng dụng này tiếp tục hoạt động tại Mỹ. Biden cho biết họ sẽ thành lập một công ty con ở Hoa Kỳ có tên là TikTok Global, trong đó công ty này sẽ sở hữu 80% cổ phần. Tuy nhiên, Oracle và Walmart cho biết phần lớn quyền sở hữu TikTok Global sẽ nằm trong tay người Mỹ nhằm tuân thủ sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Trump ban hành hôm 14 tháng 8. Sắc lệnh quy định Biden phải từ bỏ quyền sở hữu TikTok trong vòng 90 ngày. Ngay sau đó, bài báo này đã viết, những gì Mỹ đã và đang làm với TikTok gần giống như một việc tên xã hội đen ép buộc một công ty hợp pháp phải ký vào một thỏa thuận kinh doanh bất hợp lý và không công bằng. An ninh quốc gia đã trở thành vũ khí được lựa chọn của Washington khi họ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của bất kỳ công ty nước ngoài nào hoạt động tốt hơn so với các công ty cùng ngành ở Mỹ. Thêm vào đó, bài báo còn cho rằng Biden đang không chỉ mất quyền kiểm soát công ty, mà còn mất đi công nghệ cốt lõi mà công ty đã tạo ra và sở hữu. Trung Quốc không có lý do gì để bật đèn xanh cho một thỏa thuận như vậy. Và liên quan đến căng thẳng ngoại giao giữa Trung Quốc và Ấn Độ, tình hình có vẻ đã được xoa dịu khi mới đây đại diện hai nước đã đồng ý không gửi thêm binh sĩ đến khu vực biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya, đồng thời tránh bất kỳ hành động nào có thể làm phức tạp thêm tình hình căng thẳng tại đó. Tuy nhiên hiện tại thì vẫn chưa có thông tin gì về việc rút quân ở cả hai phía. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Ngô Khiêm cho biết, các quan chức quân sự cấp cao của hai nước đã gặp nhau vào ngày 21 tháng 9 để trao đổi quan điểm về tình hình tranh chấp tại khu vực biên giới. Sau đó một ngày, chính phủ Ấn Độ đã phát một thông cáo báo chí chung nói rằng nước này và Trung Quốc đã đồng ý ngừng hiểu lầm và đánh giá sai tình hình, đồng thời không đơn phương thay đổi tình hình trên thực địa. Hiện hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang tập trung dọc đường biên giới tranh chấp ở khu vực Ladakh, tiếp giáp khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc. Kể từ cuộc đụng độ đẫm máu ở khu vực phía tây Himalaya vào tháng 6, làm cho 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, đến nay hai nước đã cố gắng giải quyết mâu thuẫn thông qua các kênh ngoại giao và quân sự, tuy nhiên cho đến nay các cuộc đàm phán vẫn chưa có nhiều tiến triển. Trước đó ngày 11 tháng 9 hai nước đã đồng ý giảm căng thẳng và khôi phục hòa bình sau cuộc họp ngoại giao cấp cao kéo dài 2 tiếng ở thủ đô Moscow của Nga. Tại thời điểm đó hai bên nhất trí sẽ nhanh chóng cắt giảm binh sĩ và giảm bớt căng thẳng. Tuy nhiên sau đó hai nước lại tiếp tục tranh cãi về việc bên nào phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này. Và thưa quý vị, cũng trong phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 75, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kêu gọi một cuộc cách mạng xanh và tuyên bố Bắc Kinh đạt mục tiêu phát thải CO2 lên mức cao nhất trước năm 2030 và sau đó sẽ đưa về không trước năm 2060. Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc sẽ mở rộng quy mô các mục tiêu theo Hiệp định Paris về Biến đổi khí hậu COP21, trong đó có 187 quốc gia tham gia cam kết giảm lượng khí thải carbon tại quốc gia của mình. Theo ông Tập, Trung Quốc đặt mục tiêu phát thải carbon cao nhất vào cuối thập kỷ này là đưa lượng khí thải carbon thực về không trong 40 năm tới. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc đưa ra kế hoạch cụ thể để đạt mức phát thải carbon dioxide về không. Ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc sẽ mở rộng quy mô những đóng góp được xác định trên toàn quốc bằng cách áp dụng các chính sách và biện pháp mạnh mẽ hơn. Trung Quốc là quốc gia kêu nhiễm khí nhà kính lớn nhất thế giới dẫn đến tình trạng ấm lên toàn cầu. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng là quốc gia dẫn đầu thế giới về sử dụng năng lượng tái tạo. Và trong những năm gần đây, nước này đã có lập trường mạnh mẽ hơn về hành động vì khí hậu. Các nhà hoạt động môi trường đã hoan nghênh tuyên bố của ông Tập Cận Bình, nhưng khuyến nghị rằng lời nói và cam kết của Chủ tịch Trung Quốc phải được chứng minh bằng hành động cụ thể trong những năm tới đây. Các nhà lập pháp Mỹ hôm thứ Ba 22 tháng 9 đã trình bày quan điểm của họ về việc liệu ứng cử viên được đề cử vào ghế thẩm phán tòa án tối cao có nên tiến hành trước cuộc bầu cử tháng 11 sắp tới hay không. Tổng thống Donald Trump đã thúc giục một cuộc bỏ phiếu nhanh chóng tại Thượng viện để tìm ra ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao mà ông nhắm đến vào thứ Bảy. Hy vọng giữ ghế tổng thống của đảng Dân Chủ đã tan thành mây khói vào hôm thứ Hai, khi hai thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa ra hiệu họ sẽ ủng hộ việc bầu chọn nhanh chóng. Đảng Cộng Hòa hiện chiếm đa số 53-47 trong Thượng viện. Điều đó có nghĩa là phải có ít nhất 4 thành viên đảng Cộng Hòa lật ngược thế cờ để ngăn chặn một cuộc bỏ phiếu về ứng cử viên được ông Trump đề cử. Ông Trump cho biết ông đang chọn một trong hai ứng viên trong số 5 người đang được xem xét. Hai thẩm phán tòa phúc thẩm liên bang do ông Trump chỉ định là bà Amy Coney Barrett của tòa phúc thẩm Mỹ số 7 có trụ sở ở Chicago và bà Barbara Lagoa của tòa án phúc thẩm Hoa Kỳ số 11 có trụ sở tại Atlanta. Lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell đã nói rõ rằng ông sẽ thông qua một cuộc bỏ phiếu trong năm nay nhưng không nói rõ khi nào. Các đảng viên đảng Dân Chủ đã cáo buộc ông Mark Connell là đứng về phe Tổng thống Donald Trump một cách lộ liễu vì ông ủng hộ ứng cử viên của ông Trump. Tuy nhiên, vào năm 2016, ông thậm chí còn từ chối xem xét ứng cử viên của Tổng thống Dân Chủ Barack Obama để lắp chỗ trống trên tòa án cố thẩm phán Antonin Scalia qua đời. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 9, ông Richard Grenell, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Serbia và Kosovo, đã gặp gỡ Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić tại Belgrade. Tại đây, ông đã cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ thúc đẩy kinh doanh và đầu tư giữa Serbia và Kosovo. Tuyên bố trong cuộc gặp với Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić này, ông Richard Grenell nói Mỹ đang cố gắng để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai và Washington cam kết sẽ thực hiện những gì mình đã hứa và biến chúng thành sự thật. Mỹ cũng yêu cầu người Serbia phải chịu trách nhiệm trước những cam kết này. Về phần mình, ông Vucic mô tả các khoản đầu tư của Mỹ vào Serbia là cơ hội đáng kinh ngạc. Vào ngày 4 tháng 9, hai nước láng giềng Balkan và Serbia và Kosovo đã đạt được một cột mốc lịch sử, đồng ý bình thường hóa các mối quan hệ kinh tế và hướng tới mục tiêu gắn kết người dân hai nước lại với nhau. Theo đài Fox News, vào ngày 23 tháng 9, chuyên cơ chở phó tổng thống Mỹ Mike Pence đã quay lại sân bay sau khi đâm phải một con chim khi máy bay chỉ mới cất cánh. Sự việc xảy ra khi ông kết thúc chuyến vận động tranh cử tại New Hampshire và đang trên đường trở về Washington vào tối ngày 22 tháng 9. Sau khi cất cánh từ sân bay khu vực Manchester-Boston, chiếc chuyên cơ không lực 2 đã đâm phải một con chim. Theo một phóng viên, dường như động cơ máy bay gặp trục trặc do sự cố này. Một quan chức cấp cao cho biết Phó Tổng thống Benz và những người đi cùng ông không bị nguy hiểm. Văn phòng của ông Mike Benz sau đó ra thông cáo rằng chiếc chuyên cơ quay lại sân bay khu vực Manchester, Boston vì thận trọng và đã hạ cánh an toàn. Sau sự việc trên, Phó Tổng thống Mỹ cùng các nhân viên đã lên một máy bay khác để trở về. Trước đó vào tháng 10 năm 2016, một máy bay chở ông Benz trong chuyến vận động tranh cử đã bị trượt khỏi đường băng ở sân bay LaGuardia, New York, không lâu trước khi ông đắc cử phó tổng thống Mỹ. Kính thưa quý vị, đại dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 200.000 người dân Mỹ. Mới đây hàng ngàn lá cờ đã được cắm tại công viên quốc gia National Mall, thủ đô Washington để tưởng niệm những người đã khuất. Theo số liệu mới nhất của đại học Johns Hopkins, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ đã vượt qua cột mốc 200.000 người. Hiện tại California đứng đầu trong 50 tiểu bang về số ca nhiễm COVID-19 với gần 800.000 ca. Tiếp theo là Texas với hơn 734.000 ca, Florida với 685.000 ca và New York với 450.000 ca. Trên khắp thế giới, COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 965.000 người tại 188 quốc gia và khu vực kể từ tháng 12 năm ngoái, với tổng cộng hơn 31,3 triệu ca nhiễm. Theo thông báo mới đây của Bệnh viện Charit Đức, chính trị gia đối lập Nga Alexei Navalny đã được xuất viện ở thủ đô Berlin sau 32 ngày điều trị, mà nhiều ý kiến cho rằng ông bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok. Đại diện của Bệnh viện Charit cho biết, dựa trên sự tiến triển của bệnh nhân và tình trạng hiện tại, các bác sĩ điều trị tin rằng ông Navalny có thể phục hồi hoàn toàn. Trước đó, ông Navalny đã ngã quỵ sau khi uống tách trà trên một chuyến bay nội địa ở Nga. Sau đó, ông được điều trị 2 ngày tại bệnh viện ở thành phố Omsk, Siberia, trước khi chuyển viện sang thủ đô Berlin, Đức trong tình trạng hôn mê, và sau đó tỉnh lại. Đại diện bệnh viện Sharif cho biết thêm, tình trạng của ông đã được cải thiện nên bác sĩ tạm thời cho xuất viện. Tuy nhiên, vẫn chưa thể đánh giá được tình trạng lâu dài, vì tình trạng này khá nghiêm trọng. Bệnh viện sẽ công bố thông tin chi tiết sau khi nhận được sự đồng ý của ông Navalny và vợ ông. Chính phủ Đức khẳng định kết quả xét nghiệm ở Đức, Pháp và Thụy Điển đã xác định ông Navalny bị đầu độc bằng chất độc thần kinh Novichok và cảnh báo khả năng Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh cấm vận mới chống lại Nga. Novichok là chất độc thần kinh chết người từng được quân đội Liên Xô phát triển trong thập niên 1970-1980. Tuy nhiên, Moscow đến nay vẫn tuyên bố chưa tìm thấy bằng chứng cho thấy ông Navalny bị đầu độc và cáo buộc Đức không cung cấp thông tin y tế, gây cản trở cuộc điều tra. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã cáo buộc phương Tây tiến hành chiến dịch gieo rắc thông tin sai lệch để áp đặt các lệnh cấm vận mới chống lại Moscow. Và vẫn là một thông tin liên quan đến phiên thảo luận chung cấp cao của Đại hội đồng Liên hiệp quốc khóa 75. Tổng thống Che Bolsonaro đã bác bỏ những lời chỉ trích của quốc tế về các chính sách môi trường cũng như cách xử lý đại dịch chưa tốt dẫn đến việc Brazil trở thành quốc gia đứng thứ hai trên thế giới về số ca tử vong vì đại dịch chỉ sau Mỹ. Theo đó, tổng thống Jair Bolsonaro một lần nữa hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch và than thở về con số 137.200 người Brazil đã tử vong vì COVID-19. COVID-19 là trung tâm của sự chú ý của cả thế giới trong năm nay và trước tiên tôi muốn bày tỏ sự thương tiếc cho những người đã ra đi vì dịch bệnh. Tuy nhiên ngay từ đầu tôi đã cảnh báo người dân rằng Brazil có hai vấn đề cần giải quyết, đó là virus và thất nghiệp và tôi nghĩ mọi người nên được quy trách nhiệm như nhau. Một vấn đề khác cũng được mang ra bàn luận sôi nổi đó là rừng nhiệt đới Amazon đang trải qua đợt hỏa hoạn tồi tệ nhất trong 10 năm, trong khi vùng đầm lầy Pantanal lớn nhất thế giới cũng xảy ra nhiều vụ cháy nhất từng được ghi nhận. Những người ủng hộ môi trường đổ lỗi cho ông Bolsonaro đã lôi kéo những chủ trang trại bất hợp pháp và những kẻ đầu cơ đất đai đúc đất để tăng giá trị sử dụng cho nông nghiệp. Chúng tôi là nạn nhân của một trong những chiến dịch cung cấp thông tin sai lệch khủng khiếp nhất về rừng nhiệt đới Amazon và đầm lầy Pantanal. Rừng Amazon của Brazil được biết đến là rất giàu có và điều đó giải thích sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế đối với chiến dịch được che đậy bởi những lợi ích đèn tối này. Có nhiều người tham gia vào các hiệp hội môi trường để trục lợi và gây tổn hại cho chính phủ Brazil. Chúng tôi là những nhà lãnh đạo trong việc bảo tồn khu rừng nhiệt đới. Chúng tôi có lưới điện năng lượng sạch và đa dạng nhất trên thế giới. Ông Bolsonaro thừa nhận, Brazil gặp khó khăn trong việc chống lại đám cháy rừng Amazon và khai thác gỗ bất hợp pháp ở một khu vực lớn hơn Tây Âu, nhưng họ đang cố gắng thay đổi tình hình với sự trợ giúp của quân đội. Ông nói rằng những lời chỉ trích về các chính sách môi trường của Brazil chỉ là vỏ bọc cho chủ nghĩa bảo hộ ở châu Âu, nơi những người nông dân ở đó coi Brazil là đối thủ cạnh tranh, thậm chí họ còn đe dọa tẩy chay các sản phẩm của Brazil. Thưa quý vị, mạng xã hội Facebook đang phải đối mặt với nhiều tranh cãi xoay quanh vấn nạn tin giả, ngôn ngữ căm thù và các vấn đề chính trị tại Mỹ. Tuy nhiên, điều này không chỉ xảy ra tại Washington mà còn xảy ra ở một nơi khác, thậm chí là với mức độ gay gắt hơn, nơi mà Facebook có lượng người dùng nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới, đó là Ấn Độ. Trong những tuần gần đây, Facebook đã liên tục bị chỉ trích vì các hành động và chính sách của mình ở Ấn Độ, một quốc gia đang ngày càng khắc khe với hoạt động kinh doanh của Facebook. Facebook hôm thứ Tư đã kháng cáo lên tòa án tối cao Ấn Độ để miễn cho họ phải đối mặt với Ủy ban Chính phủ New Delhi đang điều tra về cáo buộc của công ty trong các cuộc bạo động tôn giáo ở thành phố vào đầu năm nay. Ủy ban cho biết Facebook từ chối xuất hiện, cho rằng việc điều chỉnh các nền tảng công nghệ thuộc thẩm quyền độc quyền của chính phủ quốc gia Ấn Độ. Chủ tịch ủy ban này cho biết việc từ chối xuất hiện là một nỗ lực nhằm che giấu những sự thật quan trọng liên quan đến vai trò của Facebook trong cuộc bạo loạn chung ở New Delhi vào tháng 2 năm 2020. Tòa án phán quyết hôm 23 tháng 9 rằng đại diện của Facebook tại Ấn Độ sẽ không bắt buộc phải xuất hiện trước ủy ban New Delhi cho đến ngày 15 tháng 10. Đây là lần thứ hai trong tháng Facebook bị chính quyền Ấn Độ giám sát. Công ty cũng đã bị thẩm vấn về cáo buộc phát ngôn thù địch và thiên vị chính trị của một ủy ban quốc hội Ấn Độ vào đầu tháng này. Tuy nhiên, ngay sau đó, thì người đứng đầu Ủy ban Chính trị gia đối lập Shashi Tharo đã thông báo rằng họ nhất trí sẽ tiếp tục cuộc thảo luận sau đó. Facebook cho biết sau phiên điều trần rằng họ sẽ vẫn cam kết trở thành một nền tảng mở và minh bạch. Quý vị thân mến, cách đây 2 ngày, lực lượng cứu hộ của Úc đã giải thoát một bầy cá voi khoảng 270 con bị dạt ra ngoài khơi đảo Tasmania. Mới đây, thì giới chức hòn đảo này tiếp tục cho biết là họ đã tìm thấy thêm 200 con cá voi mắc cạn khác, nâng tổng số lên 470 con và trở thành một trong những vụ giải cứu cá voi lớn nhất nước này. Đây là một trong những vụ cá voi bị mắc cạn lớn nhất thế giới và cũng là lớn nhất tại Úc ông Nick Deca, điều phối viên giám đốc khu vực của dịch vụ động vật hoang dã cho biết, số cá voi chết có thể tăng hơn nữa sau khi máy bay trực thăng cung cấp dữ liệu giám sát bằng tia hồng ngoại để các cơ quan chuyên môn phân tích. Khoảng 65 nhân viên cứu hộ do chương trình bảo tồn biển của chính quyền bang Tasmania dẫn đầu đang bước vào ngày thứ hai của cuộc giải cứu, tập trung ở khu vực Fraser Flats gần thị trấn Strahan. Họ hy vọng sẽ giải thoát được nhiều cá voi hơn nữa. Mới đây, thì các nhà khảo cổ học đã tìm thấy dấu chân người và động vật có niên đại 120.000 năm ở tỉnh Búc ở phía tây bắc của Ả Rập Xê Út. Các dấu chân này được phát hiện trong một hồ nước cổ hiện đang cạn khô. Theo đó, khoảng 120.000 năm về trước ở vùng ngày nay là phía bắc Ả Rập Xê Út, thì một nhóm người đã dừng chân tại một hồ nước cổ Alatha trên sa mạc Nefud để uống nước và tìm kiếm thức ăn những người này là homo sapiens có thể săn bắt các loài động vật có vú lớn nhưng họ không ở lại lâu sử dụng hồ nước như một điểm tham chiếu trên một hành trình dài hơn Ngày nay bán đảo Ả Rập đặc trưng với những sa mạc rộng lớn khô cằn, không thể sinh sống được đối với con người và những loài động vật, nhưng nghiên cứu đã chỉ ra điều này không phải lúc nào cũng vậy. Tất cả liên quan đến sự biến đổi khí hậu tự nhiên, nó đã trải qua điều kiện có nhiều cây xanh hơn và ẩm ướt hơn nhiều trong thời kỳ được gọi là kỷ băng hà cuối cùng. Nhà nghiên cứu Richard Clark Wilson giải thích, vào một số thời điểm nhất định trong quá khứ, các sa mạc chiếm ưu thế bên trong bán đảo biến thành đồng cỏ rộng lớn với các hồ và sông nước ngọt. Tác giả nghiên cứu Matthew Stewart thuộc Việt nghiên cứu sinh thái hóa học Max Planck của Đức cho biết, dấu chân được phát hiện trong quá trình nghiên cứu thực địa của ông vào năm 2017 sau sự xói mòn của lớp trầm tích bên dưới tại một hồ cổ được gọi là Alata. Ông cho biết thêm rằng, dấu chân là một dạng bằng chứng hóa thạch độc đáo vì không thể lấy được từ các hồ sơ hóa thạch nào khác. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc lại FBNC Thế Giới hôm nay trên kênh FBNC. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo. Xin chào tạm biệt.